Hello, xin chào tất cả anh em cùng quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ và phân tích cho anh em một cái lối chơi cũng như là một cách bắt cầu ở chế game bài đổi thưởng, game tài xỉu hiện nay anh em nhé. Nên là hot nhất thì anh em cứ áp dụng vào cho mình auto là hot anh em nha, bởi vì nó chạy theo xác suất là vì thế lúc nào thành công nó cực kỳ là cao chưa. Và có một đơn giản anh em chỉ cần anh em thấy cái sóng cầu đúng không, anh em thấy cái sóng cầu nó chạy ở trên cái bảng biểu xí ngầu đúng không? Đấy thì cái bảng đấy thì anh em sẽ tính cho mình nhá. Thì đây anh em sẽ ghi cho mình nó chẳng hạn như là đầu cửa cầu sóng cầu đấy là 10 đi, tổng cộng cho là cái điểm cuối của sóng cầu đấy là 9 với 1 đi là bằng 21. Thì cái này thì ra thì là lẻ ngon thì anh em bắt vào và cho mình nhé. Còn nếu anh chạy nghịch thì anh em đây là anh em rất là xỉn em đây đấy. Và nếu như mình có vốn làm 20M đi thì anh em sẽ đi là 2M một tay cho mình, được chưa? Rất đơn giản thôi, vừa kết hợp với công thức là kết hợp với các cái vốn này thì nó sẽ có hiệu quả. 20 tay này anh có thể đi 2M tay thì đi được khoảng 10 tay, 10 tay không? Tiếp tục 9 cộng với 12 20 đúng mất tiếp tôi nó từ mấy con số ví dụ là vì tiếng nó trùng hợp như này nhưng không sao, coi như là nó cũng có thể lặp lại tiếng đấy, nó rất là nhiều trường hợp lặp rồi. Đây là con số ví dụ thôi, cái người thì vẫn là xỉ này. Con số ví dụ khi mà anh em gặp phải những con số thực tế ấy, thì anh em tự tin là anh em áp dụng tính vào mình vẫn đi là 2M một tay anh em nhé. Không cần biết là vốn mình còn bao nhiêu hay là lãi bao nhiêu, cứ đều tay đấy, xong đó 10 tay chúng tổng kết được là biết ngay được là lãi không đúng không? Ok, tiếp tục 8 cộng với 6 và 14 ở đây thì là xỉu em nhé. Khi ra thì anh em mắc vào cho mình đây là cái điểm chẵn, mình biết nhầm nó là xỉu chứ mình chẳng thì rất là xỉu nhanh nhau. Muốn nhận mình thì đây sẽ là vào tài thôi, nhưng mà trường hợp cho mình thấy rất là khó luôn, cũng 2M ta, bởi vì là anh em chỉ cần là quan sát 3 tiếng đầu thôi. Ví dụ cho như là 3 tiếng này 3 tiếng đầu đi là tính đúng không, thì những tiếng sau thì anh em có thể là bắt đầu vào vốn mà đứng đầu quan sát xem xu hướng nó gì thì nó dị nghịch đúng không, nói chung là cứ quan sát kỹ hợp lý thì vào, không thì anh em cứ tìm hiểu kỹ rồi một chơi đúng không, không là đang con là lãi chẳng đâu mà vốn thì coi như là mất hết thì cũng rất chịu toan, nên là vì thế anh em cứ tự tin và bình tĩnh tính toán chậm thì mới vào vốn, hợp lý thì mới vào chơi còn thì thôi. Nhưng ok nha, tiếp tục thì bằng 7 đi cộng với 3 đi bằng 10 này thì đây là chẵn này, thực ra rất là xỉu. Thì cái này thì anh em sẽ bắt nó chính là vào tài nếu chịu nghịch luôn nhé. Ok 2M tiếp đã thông 4 tay này rồi cũng gọi là có đâu đó là 2 4 6 8 tủ rồi đúng không, trừ phế đi gọi là còn hơn hạ hơn 7 củ 7 củ rưỡi tầm đấy là tuyệt vời rồi đấy, cần phải chơi có là nhiều đâu. Thật ra mình chỉ cần kiếm ngày công để làm tất cả công ty là vài tháng công ty làm có 10 củ thôi, 9 củ 10 củ hết cỡ đúng không, thì cái bạn em chơi em kiếm thêm từ dụng môn này đầu tư vào bộ môn này anh em kiếm rồi thì anh em kiểu gì mà chẳng có ra được số dư đúng không. Đấy thì khi mà anh em vào chơi cái bộ môn tài xỉu thì anh em có công thức như vậy này thì anh em chơi rất là tự tin, không như những là anh em chơi mà cứ vì bừa chơi bừa này đúng không, chơi theo kiểu là ăn ăn con cút này nó khó chịu em nha. Tiếp tục 6 cộng với 6 12 điểm trắng tiếp à, thì em bắt quả xỉu của mình nha, người thì vẫn là tài luôn 2M tiếp. Và anh em soi chúng tôi sẽ xỉu anh em cần lấy cái số cuối này và anh em soi tôi còn cái đầu bỏ qua số cuối là anh em soi đúng không,
Mình bắt đầu ra để cái vị cuối là mình sao nhé. Đây là một công thức chạy lý thuật nghiêm ngặt và mình lại chơi đã thuộc cái tỷ lệ thành công. Tỷ lệ thắng thì từ 95 đến 96% và thành công rồi. Thế là vì thế nó cứ tự tin là vào chơi vào cá kiếm ngoài câu sẽ cực kỳ là hiệu quả như thế. Hiện tại thì mình đang lấy dữ liệu và cũng như là thông tin ở những con game lớn như bài được thưởng như Văn 68 mình đang áp dụng chơi thì ok nhất thì mình tham khảo vào công thức này và tứ thì quên đấy mình mà chơi mà mình phải để ý được là cái tổng điểm ở trên lúc là 25 và 25 anh em áp dụng công thức này thì cũng phải gọi là nhắm mắt áp dụng cho nó tự mặc kết quả. Còn nếu trường hợp mà nó đang là 30 và 20 thì anh em nên là bỏ qua nhé, qua trong công thức thủ nào đấy. Còn 25 ví dụ có thể là 27 và 23 thì được nhau thì vẫn có thể áp dụng anh em nhé. Đây là vì thế anh em cứ tụt tiền cho mình và đây là mức vốn nhé, tất cả là mình nhập và đây là cách ghi vốn nữa. Đó, bốn tay này, năm tay này là cũng có 2, 4, 6, 8, 10 củ rồi đúng không? 10 củ rất đơn giản thôi, anh em cứ cân đối là đi là hợp lý cho mình cũng học hỏi từ những anh em cao thủ thì em lão làng cho rằng một cái bộ môn này thôi anh em để ít đi xịn lên mạng các thứ lắm. Mình thì nói chung là mình đã có mục tiêu của mình hồi ngày nằm cá kiếm đôi ba chục là đơn giản thì mình cũng nên chia sẻ lại cho anh em thôi. Và cái đam mê của mình làm YouTube vẫn là vì thế anh em mình hỏi tại sao là giỏi thế sao không về nhà cho người kia đi đúng không, thì mình đã giúp rất rất nhiều người rồi chứ không phải là riêng anh em mình chia sẻ ở đây nha. Thế bây giờ mình sâu tất cả giúp những người nào đúng không, làm thế thì cũng khác gì anh em bảo nó đi kể này kể kia. Là vì thế thì anh em phải hiểu cho mình, không anh em cứ bảo là thế này thế kia rất là đau đầu. Mình là người chia sẻ, mình là một người làm YouTube đấy, mình cho rất là nhiều anh em xem, cộng đồng xem, một cộng đồng rất là đông người cả nghìn người mấy chục nghìn người đúng không, anh em biết đấy thì lừa được người sao lừa được nhiều người đúng không. Nên là vì thế tất cả anh em đang xem được hoặc cái video này nhìn công thức này thì anh em không phải là một người kém hiểu biết để mà mình đưa ra công thức rất là ẩu để anh em không chơi được cái gì đúng không. Nên là vì thế anh em cũng phải biết cho mình nhé. Ok thì video này sẽ kết thúc ở đây. Chào tất cả anh em và người ba anh em nhé.